Thôi tôi có rồi. Thấy chưa? Hello, chào cả nhà nha. Thì hôm nay dịp lễ tây 2 tháng 9 thì mình được về quê tranh thủ chơi được ít ngày. Thì mình có lên nhà của, đây là chú nguồn của mình nha. Đây là chú Tư, chú tên chú Khôn. Thì chú có làm con heo. Và nói chung là mình không biết cái bộ phận này là kêu bằng cái bộ phận của con heo là cái gì. Nói bánh chè nướng đây. À, bánh chè nướng à. Rồi. Nghe nói cái đầu lòng này nó nè, rất cháu là quay ngon. Luôn nè, mình cái nhà lá vườn mà rất là ngon. Thì đây, cháu nó thiệu được rồi nè. Ủa chú, cái này kêu bản gì của con heo? Bánh chú chè, bánh chè. Cái đó chú mông với thịt măng. Cái này là gì? Cái bọng đáy đó. Thôi khỏi nói cái đó đi. Cái này là chú là vừa mặn luôn hả? Vừa mặn luôn luôn hả chú? Rồi. Heo nhà luôn nha, mình ăn chất lượng luôn á, ngon lắm. Để mình ăn thử nha. Đây cây nhà lá vườn luôn, rau luôn. Bánh Cà Mau ha. Này mình ăn thử nha. Nước mắm mặn và mớt. Xin, tao với chị ba mày gọi tới bài ra xin ơi. Ê, ẩm ra, con gẫm ra đi nè. Rau, chấm ra rất là ngon nha. Vị ngọt của thịt. Giờ này hình như 12 giờ trưa á. Vừa nấm mà vừa vừa nắng nữa, nấm của lò mà đấy mà ăn vô cái cảm giác mặn mặn ngọt ngọt. Không ngon quá cả nhà ơi. Không gì bằng mà được về quê tận hưởng cái tất cả các thiên nhiên, giống như là thịt nuôi nhà nè, da rau mình trồng nè, rau trồng nhà nữa, rất là tươi, rất là ngon nha. Miếng thịt rất là ngọt. Nói chung người miền Tây mình chân chất thật thà. Thì nói chung chú rất là thương mình. Nói chung là sáng giờ mặn nhưng mà nướng đợi mình lên cười cho mình á. Bây giờ mình đi tham quan vòng vòng nha. Thì nói chung là miền Tây thì nếu những các bạn nào mà ở miền Tây thì mình cũng biết là vuông tôm rồi. Thì đây, cái này là vuông tôm nè, cây. Ở quê thì người ta sẽ chăn nuôi. Nói chung mình ăn được những cái con mà nuôi thiên nhiên như thế này á, nó rất là tốt. Không có đi nuôi ăn gì đâu, hay là ăn cơm ăn cám ở nhà. Thằng Ngọt quay có đó, gọi lên xe lăn quay có. Rồi Ngọt nó kể hoàn cảnh nó như vậy đó. Thôi vừa nè, quá trời trái luôn. Không có người gỡ lại gọi nó thôi. Trái quá trời trái luôn. Lên lấy cây dao chặt cái dừa lên đây. Nè. Lên rồi. Chặt vô đi con. À, dưới này là nuôi cá nha. Cá dưới này quá trời cá luôn. Cái này là chỉ một phần nhỏ của nhà chú mình thôi nha. Nhà chú mình đất rất là rộng luôn á. Đây là thím nhà mình nha. Thím rất là dễ thương, rất là hòa đồng, rất yêu thương con cháu nha. Đây, còn đây là thím sáu, này là thím họ. Thím họ. Còn lu bu quá, công việc quá chứ. Thím rất là giỏi. Nè, lại phụ tắt đặt luôn. Thì nhân dịp cũng về quê thăm vườn rồi thăm chú. Thì nói chung là mình vừa về thì cũng biết chú hoàn cảnh là bị vừa rồi làm công việc á, nói chung là có xảy ra sự cố nên chú không thể đi lại giống như là khỏe mạnh như mọi người. Thì chú đi xe lăn, thì nói chung hôm nay thì Nguyễn Trân cũng có ít lòng thành cũng gửi đến cho chú, chúc chú mau khỏe. Dạ con gửi chú nha. Dạ rồi, cảm ơn chú nha. Thì chúc chú mau khỏe rồi hồi hộp mà mình có thể có nhiều sức khỏe nè, rồi có thể sống cùng với
gia đình mạnh khỏe hơn nha chú. Trời ơi, dạ, chú cảm ơn. Dạ. Thôi, chú đừng có nói gì chứ. Được chưa? Rồi. Chú giữ đi, chú giữ để mua xin lấy nha chú. Nói chung tụi con cũng không có hay gì mấy, nhưng mà kệ đi, có ít nè chú cháu mình chia sẻ. Ai, bây giờ bắt đầu có thằng em dễ dễ thương lắm à, nói thèm dừa là đi đảo một cái quầy dừa cho chị à, cho bà chị uống nha. Ôi quá trời trái luôn kìa, ôi nắng chang chang luôn á. Lật mẹ xuống sông rồi đi. À ừ, xịn không à. Ôi ôi tội nghiệp em tôi, chưa nắng chang chang nha, xịn không ra đó đảo dừa kìa. Cái trái dừa này uống chắc ngọt lắm luôn ha, uống ngọt tới Bình Dương luôn. Thôi một hai trái thôi. Đặt hết không có để quay nữa đâu. Trời ơi, trái ơi, trái dài đằng này ấy đó. Ba cái vườn nhỏ nhỏ bên đó đó. Nhỏ à. Hay này có uống hết rồi. Thế uống hết trơn rồi. Nó cái trái trên đầu con lông. Nè chứ ba đi uống liền luôn nè. Nè chứ ba uống liền. Hả? Đi luôn hả? Ơ mô Phật, mô Phật ạ. Đủ cảnh nè, không có đạp cây đạp cỏ gì đây. Đây cái này là ra tặng luôn cái vườn dừa luôn nha, cái cây dừa luôn. Trời ơi, cây nhà lá vườn thiệt luôn. Chơi luôn. Này chơi vườn này, uống vườn ngay tại 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 gốc dừa luôn. Đâu đứng này mét mấy ta? Dừa thấp mà. Này mét 9 không ta? 2 mét không? Okay. Ê, không tới đâu. À em có mét rưỡi bảo nhà bảo của đi. Chú mình nó có cây dừa á, thật ra là nó bình thường là mình nói cái cây dừa nó cao đúng không, nhưng mà ra cái mình có 1m52 à, mà bây giờ cây dừa này nó chỉ giới tay tới này nè. Ơi cảm ơn em nha. À, trời ơi có thằng em dễ thương dễ sợ luôn, nhiệt tình nè, nói thích uống dừa là chặt liền. Ui dừa thấy nó nhỏ nhỏ mà nước ghê trời nha. À, làm thử miếng coi. Mấy cây bển cũng ngon nữa kìa, mấy cái dừa đỏ 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 chứ. Đó là dừa, dừa đó gì? Trời ơi nó ngọt. Trời nắng này uống mà nó ngọt. Dừa cây đầu đó. À dừa uống bây giờ đang thực hành dừa đúng không? Ừ. Thấy gì mà già trái già ha nè, cái nè, cái đặc luôn nè. Ngon quá. Đúng nha. Sao cầm gì? Quay đem giúp cho YouTube. Cầm cái này, cái chế cầm được không? Làm gì? Để chặt thêm hai trái, hai ba trái nữa. Hai đứa nhỏ chi? Ôi hai đứa nhỏ nữa. Ôi cái buồng này nó sai trái dễ sợ ha. Tính nãy chặt nguyên buồng này cầm gì chớm rồi. Đâu các bạn nữa. Cái cây dừa này chiều cao được em mua Phật ạ. Được bay cao nha, mình 1m52. Cái này. Dừa này mét mấy? Ôi nó sai trái. Cái tới này khoảng 1m7, 1m8 á ba ha. Ờ có à, có. Dừa nhà này trồng là khỏi cần phải bắt leo hay là trèo gì hết, đây hái là tới luôn à. Ôi ơi. Cái này với này nuôi cá hả, cái gì vậy? Cá chê, cá chim, cá lóc, cá sặc, cá bổi đủ củ luôn. Phải không? Nhiều lắm nha, nhiều. Dạ. Chết rồi. Ông cháu ông cháu nhà tôi đi lội xuống đây luôn rồi. Có uống dừa không? Có uống dừa không? Con cũng bắt cá vậy. Lặn vô ba, lặn vô bắt cho Dương ba con cá ơi. Lặn vô Dương ba bắt con cá ơi. Sao vô vậy? Kệ đi, vô đây cửa. Ồ, có loại đất mới vui. Cái vui nè. Gõ qua kia là, ở qua kia là, ở qua kia là. Nước mặn tôm cua. Mùa này tôm. Trời ơi, bất ngờ nắng. Cua mấy người. Có gì đâu, không biết nó quen rồi con. Phải em rảnh anh rảnh mất cua chứ con ha. Trời ơi, trời về mà luôn. Cái gì dám nói em. Cái bọc gì vậy? Dạ, cái bọc. À quên ha. Hồi sớm tư mặn mà quên vụ kêu tư làm quýt nếp ăn ha. Cầm giùm anh. Có nè. Hả? Chín chưa? Không không phải, ý là quýt nếp hấp á. Ý là cái quýt cái nếp á. Biết rồi, đó nhà em làm đó. Ừ, ở chợ không có bán. Đây là gì? Trời ơi, ngon. Vô tận vườn luôn nè. Đây là đặc sản nha, cái này là quýt nếp. Rồi cái món này mình rất là thích ăn luôn á, mình kiếm mà không ở trên Bình Dương không ai bán hết trơn. Cái này là thành phần là quýt heo mới mặn với cái gì nếp đúng không em? Đó, cái món này xong mà đặt cái mình ra, mình cắt ra chín rồi cắt ra chiên lại, trời ơi nó bá cháy. Còn món bên đây là lòng 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 thìa nước dừa, cái món lòng đang
lòng sầu dừa đây. Đây đây, cái món này là lòng sầu dừa chứ không phải lòng sầu dưa nha. Lòng sầu dừa chứ không phải lòng sầu dưa 30.000 đâu nha. Này là cái món hot trên ấy tới giờ là lòng sầu dừa, bây giờ này lòng sầu dừa. Mà quýt nếp này phải mà được mở ra ngoài cho người ta thấy, người ta biết ha. Thơm quá ha. Này nước dừa luôn. Cái nhà lá dừa luôn, bỏ nước dừa vô. Ngon quá. Mẹ em luộc cái chín chín luôn. Thì cái này là dân dã người miền Tây mình thì nói chung là nấu bằng củi. Nhưng mà rất là vệ sinh, rất là sạch sẽ nha. Nhà thím mình rất là kỹ nha các bạn. Đấy. Không gian đi là chỗ này nó nhỏ nhưng mà nó rất là gọn gàng. Đấy, trái dừa. Mang trái dừa. Ui, hai trái của anh trái nữa. Người sao mà gầm hết à?